dốc Quân Béo Mô Tô Hà Đông. Hôm nay mình đã độ xong chiếc Harley 883. Bản này là bản Super Lo đời 2014. Mình lên lại, tức là custom lại, độ lại một ít theo cái mong muốn của mình. Đấy, và hôm nay là mình đã hoàn thành xong rồi. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em. Còn một chút chi tiết nữa thì mình sẽ thay đổi là cái thụt đang còn về này. Thụt này mình sẽ thay toàn bộ bằng thụt đen, trông cho nó ngầu hơn. Một vài chi tiết màu bạc, nhưng mà mình muốn đưa đôi thụt zin về màu đen hơn thì là mình lấy cái bản cao hơn. Anh em thấy khói hơi bốc lên tí không? Cái này là mình vừa phủ dầu xong ấy. Anh em vừa thấy mình bắn lửa, mình vừa nẹt bô khe nửa lửa. Thì đây là chiếc xe mình đã độ xong, hoàn thiện xong. Bản này là bản theo style kiểu bobber ấy. Đấy. Thì con này nó là bản zin, có những cái đồ zin, có những đồ mình độ thêm. Ok, hôm nay chúng ta cùng đi bắt đầu xem là mình độ những cái gì và xe zin nó sẽ như nào nhá. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên thì như anh em thấy ấy, ngay từ đầu mình đã review cho anh em rồi. Con này là bản Super Lo, tức là chiếc này là chiếc siêu lùn 883 và 48 thì nó khác nhau một chút, hoặc là bản 1200XLS nó cũng sẽ khác nhau. Con này là đời 2015 này, số khung 5HD này anh em này, số khung 5HD này các bạn thấy không? Đấy, số khung 5HD. Bản này là bản đời 2014, 2015 thì nó lên có Smart Key rồi các thứ. Con này là bản 2014 chưa có Smart Key. Thì chiếc xe này mình lắp một ít đồ chơi, cộng với là nguyên bản của chiếc xe thì mình giữ lại như thụt, vành, bánh, máy rồi là các thứ. Đa phần chiếc Harley này nó quá đẹp rồi, không cần phải độ quá nhiều, nhưng mà chúng ta sẽ chỉ lắp phụ kiện lên thôi. Và khi lắp phụ kiện lên thì nó cũng không hề rẻ đâu anh em nhé. Đồ Harley nó rất là đắt. Đấy, như các bạn biết, đồ Harley rất là đắt. Nhưng mà mình lắp con này lên, mình độ lên. Đầu tiên ấy là cái pha đèn. Đấy, anh em nhìn thấy không? Đầu cái pha đèn zin của nó là pha đèn của Harley. Đồ zin thì mình giữ lại nguyên nhá. Còn đầy đủ đồ zin, không thiếu một món gì. Đầu tiên là mình lắp cái pha đèn. Đấy, pha đèn LED. Pha đèn LED nhìn cho nó ngầu hơn. Tiếp theo này, đây này anh em này, cái bèo nhún này để bảo vệ cái độ lên xuống của cái phuộc ấy, cái ti này. Đấy, ti này là ti ống lồng nhá. Đấy, không phải upside down đâu, cái này là lắp thêm này anh em này. Cái này là cái lắp thêm đấy nhá. Đấy, cái này mình lắp thêm này. Mình lắp thêm cái bèo nhún bảo vệ, cộng lắp thêm cái chụp phuộc này để làm gì? Để làm che đi cái phuộc trắng ấy, cho nó về màu đen và trông nó ngầu hơn, nhìn trông ngầu hơn. Đấy, thì anh em thấy là mình đang lắp thêm hai cái chụp phuộc. Thì mình làm như thế để trông cái dàn đầu nó ngầu hơn. Còn nếu mà anh em thích phối màu bạc thì có thể để lại. Đây, lắp thêm chụp này trông nó to hơn, nó ngầu hơn. Cái này thì mình lắp cho MT03 này, đời cũ này, những anh em bản nách này, những bản thụt ống lồng muốn cho ti nó to lên thì mình lắp rất là nhiều rồi. Tiếp theo nữa mình lắp về chống đổ. Thì chống đổ có hai lựa chọn, một là chống đổ nhôm, một là chống đổ đen, hai là chống đổ màu inox chrome. Thì vì chiếc xe này mình phối là đa phần là màu đen, nhưng mà phải nhấn nhá một tí màu bạc lên. Đấy, nên là tổng thể chiếc xe này, anh em nhìn thấy nó chỉ có hai màu đen bạc thôi đúng không? Nên là mình chủ đích mình lấy cái chống đổ này về màu bạc chrome. Còn nếu mà anh em nào thích màu đen thì có thể thay cái chống đổ này bằng màu đen. Cái miếng này cũng là chỉ miếng sạc mình lắp thêm này. Đấy, miếng này là miếng nhôm CNC kiểu bỉm ấy. Có cách nữa là anh em có thể lắp cái mỏ cầy nữa ra đây, nó cũng rất là đẹp cái mỏ cầy. Anh em có thể lắp cái mỏ cầy ở đây. Còn đấy là tùy lựa chọn. Còn anh em nhìn thấy những cái dáng mà ngồi như kiểu ếch ôm măng ấy, thì cần chân của các bạn ấy đã chuyển lên đây, chuyển vào hai nóc này. Nhưng mình để là cần chân là zin của con 883 Super Lo, thì zin nó nằm ở đây. Đấy, các bạn thấy không? Ngồi, dáng ngồi nó sẽ ngầu hơn. Hôm nay mình đi có một mình nên là mình không thể ngồi để cho anh em xem được, chứ còn thực tế là ngồi con này rất là đẹp. Đấy, thì mình không để cái cần chân nó lên, vì là ghi đông ấy, thì mình vừa đưa cái ghi đông nó thẳng ra rồi, mà lại đưa cái cần chân lên thì cái dáng lái nó ngồi nó sẽ không phải là như này nữa anh em ạ. Đấy, không phải ngồi như này, mà nó ngồi nó đưa cao lên như này.
Đấy, thì cái dáng là mình gập thành hình chữ V. Đấy, nên là nó sẽ không cảm giác là thoải mái lắm. Thì đây là mình mới để cái để chân cũ. Còn nếu mà anh em nào mà đi cái đường cao đi đông khỉ mà để cái dáng chân để lên như này thì cũng rất là đẹp. Nhưng mà mình là đi bản ghi đông thẳng. Đấy. Con ghi đông này thì là ghi đông 25mm, nhưng ở đoạn này nó to, rất là to. Đoạn này để làm kiểm làm đẹp thôi, nhìn trông cho ngầu hơn thôi. Anh em nhìn thấy cái miếng chụp CNC này không? Chụp CNC này thì mình chưa anốt về màu đen. Cái này mình phải chạy CNC lại nguyên cái miếng này để làm gì, để mình đôn cái gù chân lên. Đấy. Khi mà anh em thấy là zin nguyên bản ấy, nó sẽ có cái chụp mặt đồng hồ. Đồng hồ nó sẽ đưa cao lên như này. Nhưng mà nếu mà đưa mà vừa nâng ghi đông mà đưa cao cái mặt đồng hồ lên thì nhìn trong nó, cá nhân mình thấy nó thẩm mỹ nó không được ok. Tức là cái đồng hồ nó nằm thẳng đây, nằm thẳng đây, thẩm mỹ của mình về mắt mình không thích. Nên là mình lắp một bộ pad chuyển. Cái này là pad chuyển chuẩn cho Harley 88348 tất cả các đời nhá. Đây là cái này là chuyển nhôm CNC này. Ôm đây, nó có hai cách. Một là ôm vào cái lòng ti phuộc zin ở đây, nó không ảnh hưởng gì đến độ nhún của xe đâu nhá, vì chỗ này là cố định nhún ở dưới này. Thì một là lắp vào đây, hai là lắp vào khung. Thì mình đã lựa chọn cái việc là lắp vào khung. Còn anh em sợ là lắp vào khung nó máy nó nóng nó nước hay không thì anh em hoàn toàn yên tâm này. Đây nó cách rất là xa và dây điện mình đi vòng lên đây. Đấy, đi vòng ra. Dây điện này đi từ dưới, đi vòng ra. Vòng lên đây thì nó rất là ok. Cộng với thêm nữa là các bạn thấy là mình có làm cái pad để nâng cái bình xăng lên. Anh em Harley rất hay nâng bình xăng nhá. Và mình đã có cái pad chuẩn cho Harley nâng cái bình xăng lên. Nhìn trông nó sẽ ngầu hơn. Vì cái bình zin ấy thì nó sẽ là đi như này nó trúc xuống. Đấy, còn cái này mình nâng lên cho nó ngửa cao lên. Nhìn tổng thể chiếc xe trông nó sẽ ngầu hơn. Tiếp theo là cái lọc gió thì anh em thấy là mình lắp thêm cái lọc gió. Cái này thì mình đa phần mình lắp cho dòng Rebel 500 này. Đấy, mình mua về là để lắp cho Rebel 500. Nhưng con anh em Rebel 500 ơi, cái lọc gió này chính là lọc gió của cái gì? Lọc gió zin của Harley 883 và của 1002. Đấy. Đây là lọc gió vĩnh viễn. Thì cái này thì trước chủ cái bộ zin của nó ấy, chủ xe vẫn đã lên một cái lọc gió vĩnh viễn rồi. Nhưng nhìn của nó sẽ không được ngầu. Nên là mình đã thay cái bộ lọc gió này, trông nó ngầu hơn, chiến hơn đúng không anh em? Đặt tiền phết đấy. Đấy. Và tiếp theo là cái bô. Bô thì là bô móc cộng với là cắt ngắn đi. Bô móc cắt ngắn nổ ra thì anh em thấy không? Vừa vậy nổ khe lửa luôn. À, nổ lại cho anh em này. Tiếng là mình bấm nhầm nút đề. Đây cái cùng công tắc này của anh em nào review qua, anh em nào đã Harley đã biết rồi thì bỏ qua, còn anh em nào Harley chưa biết thì rất là hay. Đây là xi nhan này. Các bạn nhìn này. Đấy, đây là xi nhan bấm này. Đấy, khi mình bấm xi nhan này nháy này. Xi nhan mình giấu kìa. Đấy. Nếu mà anh em bảo là sao để xi nhan này đâu có nhìn thấy thì thực ra là nhìn thì vẫn nhìn thấy, và mình làm cho nó gọn hết tất cả lại, nó không khoe cái xi nhan ra. Đấy. Để làm gọn thôi. Đây đằng sau nó đây. Các bạn thấy không? Xi nhan đằng sau. Đấy. Đấy là xi nhan bên trái nhá. Mình bật xi nhan bên phải này anh em này. Đấy. Bật xi nhan bên phải lại phải bấm nút bên này cơ. Đấy các bạn thấy không? Bên này này. Đấy, xi nhan bên phải. Đấy là nó là đây. Đây mình bấm lại cho anh em này. Đấy. Nháy này. Đấy các bạn thấy không? Đấy, đây là xi nhan bên phải. Và tiếp theo nữa là anh em nhìn thấy là dàn đầu nhá. Mình đi dàn đầu hết rồi thì mình lên thêm cái bô. Cộng với là chiếc xe này ấy, bản zin nguyên bản, đồ zin nó vẫn còn. Bản là màu trắng, nó gồm cái rè trước này. Rè trước này mình cũng sửa đổi lại nha anh em nhá. Rè này rè độ đấy, không phải rè zin đâu. Rè độ và sơn đen. Còn cái tai này là tai zin này. Tai zin thì nó tháo, chỉ cần tháo cái chốt này ra xong rồi thay cái rè zin vào là xong, là màu trắng. Tiếp theo nữa là mình có sửa đổi chỗ này. Đây cái đuôi này, anh em thấy không? Cái đuôi mình cắt đi. Cái đuôi zin nó dài đến đây. Thì nếu mà muốn về zin ấy thì chúng ta chỉ hàn lại điểm này, xong rồi bả lại và sơn lại là xong. Vì nó là một cái thanh ôm ra đây thôi. Cái rè zin nó ôm vào đây. Và cái lốp zin của nó ấy, chỉ lốp 160 thôi. Nhưng mình đang đi quả lốp 180 anh em. Vừa đẹp luôn, không cần phải độ chế cháo gì cả. Lốp 180 thay một cái rè nhựa
độ đấy. Còn nếu mà anh em nào mà độ bản như thế này, yêu thích bản như này, muốn độ y hệt thì báo mình, thì mình sẽ gò luôn cái bộ rè này bằng nhôm luôn cho nó xịn đấy. Đèn hậu thì mình sử dụng đèn hậu của LED, con này là đèn hậu LED nha anh em nhá, rất là đẹp, của dòng xe XR ấy anh em đấy, lên rất là đẹp luôn đấy, trông nó đỡ trơ. Thực ra lên cái đèn hậu này có hai cách, một là anh em có thể chơi cái đèn LED ở thấp ở đây, hai là anh em để trông. Nhưng mà cá nhân mình ấy thì mình nhìn thấy là gì, à khi mà để cái đèn LED đấy ở đấy thì nó sẽ bị hơi bị trơ, nên là mình đã phải lắp thêm cái túi chống này. Cái túi này này, thực ra là cái túi này nó nằm ở trên đầu cơ, nhưng mình treo ở đây để làm che đi những cái điểm hở, điểm xấu đi. Thực ra là con này nó cũng không hở đâu, nhưng mà cá nhân mình không thích lòi cái lò xo này ra, nên mình để này trông nó đầy đặn hơn đấy. Lên hai cái túi cho nó phong cách. Các bạn thấy không, lên hai túi thì chiếc xe này giờ là gần như là hoàn thiện. À, lốc máy của nó màu trắng nhá, lốc máy của nó màu nhôm như này đấy, lốc máy màu lộ nhôm nha. Mình sơn lại đây này, sơn lại nắp, hai cái nắp này đấy. Còn nếu mà anh em nào mà biết là Harley nó có cái bản độ cái nắp này luôn, mấy chục triệu đôi nắp này luôn. Cái lốc máy đây mình cũng sơn lại này, hai cái lốc máy này mình sơn hết về màu đen. Đây, những cái gác chân, cần chân này mình để sơn về màu đen này, sơn hết về màu đen đấy. Khi mà dọn cái xe nó trông cho nó sạch sẽ, nó mới đấy. Anh em thấy không, chiếc xe này thì mình mua về mình để mình dọn theo ý thích của mình, theo để mình trải nghiệm một chiếc Harley. Và hiện tại mình cũng đang bán một chiếc Harley Jean, có một ít đồ chơi như nâng bình xăng rồi là các thứ. À, con đấy là con 1002, con đấy là Harley 48 bản 1002, nhưng mà nó không độ nhiều như này, nó không chuyển đồng hồ xuống nâng ghi đông rồi thay ghi đông các thứ. Thì chiếc đấy là mình vẫn đang để Jean nguyên bản, chủ xe độ như nào mình để nguyên như thế. Còn những cái tay phanh, tay phiếc này nó rất là đơn giản. Nếu anh em muốn là mua xe mình có thể độ cho anh em, nhưng mà nhiều anh em thì thích là tay zin, nên là mình vẫn cứ để tay zin. Còn đâu là các bạn thích thì mình có thể đổi tay cho anh em luôn, thành tay độ luôn cũng được luôn, rất là đơn giản. Thì đây là một cái bản độ mà mình độ hoàn thiện để mình đi lại hàng ngày, đi làm, đi chơi các thứ. Còn anh em nào có nhu cầu độ Harley thì liên hệ mình sẽ đáp ứng nhu cầu cho anh em, và mình cũng có sẵn đồ. Đấy, tiếp theo nữa là các bạn nào có nhu cầu mua chiếc xe này, mình cũng bán. Con này là GTHL, giấy tờ GTHL. Mình sẽ không giải thích, mình sẽ chỉ bán cho những anh em hiểu. Và bán xong là xong nhá, bán xong là xong. Máy móc anh em kiểm tra, máy móc khung sườn các thứ, con này rất là ngon. Đấy, anh em có thể đến mang thợ đến, hoặc mang ra đến hết bích đến Harley Long Biên để kiểm tra, hay là gara nào chuyên làm về Harley anh em tin tưởng mang đến kiểm tra máy móc, giấy tờ, số khung, số máy, tất cả các thứ ok thì chúng ta giao dịch. Và con này là mình không bán cho những bạn mới chơi nhá, những bạn không hiểu được cái vấn đề của GTHL là gì thì anh em vui lòng search Google, cái này mình sẽ không đi sâu. Xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau. Bye bye các bạn nhá. Ok anh em.